mình nấu món mì Ý. Về cái thịt bò này nó đã xay sẵn rồi nè, mình chỉ cần mua về mình tao lên mình nấu với mì Ý, sẵn sàng qua bếp. Đây là tỏi bầm và nấm đông cô tươi, và sẵn với một cái chai này gọi là kè sốt sẵn nè, trong cái chai này đó, mình nấu bằng chai này, cái gia vị của nó nữa nè, bỏ vô một ít cho nó thơm đó cả nhà, nhiêu đó đó. Bây giờ mình đi tao mình nấu nha. Đây là sau khi mình đỡ mình đi ấy đó, thì mình luộc mì, cái mì của nó cũng có sẵn rồi, mình luộc mì ha, vậy thôi. Rồi để cho nó chín đi, bây giờ mình tắt bếp lên, mình bỏ tỏi vô. Cái tỏi nó vàng nha cả nhà. Đem thịt về, tỏi vàng nha, bỏ thịt vô mọi người ha. Rồi bỏ thịt vô teo cho nó thơm. Cái này một ký thịt ra nha cả nhà. Teo lên, bỏ gia vị vô, cho một ít mực, teo cho nó thơm, rồi mình mới bỏ. Cái này. Đó. Chắc cồ. Nó thơm lắm nha cả nhà. Nó như cái bột ấy vậy, chắc cồ. Bỏ muỗng đường cà phê. Cắt cái này đổi đi. Bỏ nhựa đi. Thơm lắm nha cả nhà. Tao đi. Rồi, đổ cái hũ này vô nha mọi người. Một tí thịt bằm thịt bò đó mình đổ hết cái hũ cà chua đó luôn. Tôi chị hai mở cho. Mình không biết ở Việt Nam có cái hũ này không. Đây nè, cái hũ này nấu với là mình ăn mì Ý, mình luộc mì á, ăn với cái hũ ngon lắm nha mọi người. Ở Việt Nam mình không biết có cái này không nha, chứ mọi người nấu thử ăn đi ở Việt Nam á. Chứ còn cái lòng mình tôi không có cái đây nè. Rồi mình trộn lên cho nó đều, nghĩ là xong hả? Đó, nấm rồi đó, vô mình bỏ, mình cho nó săn lại, xong mình bỏ nấm vô. Vậy thôi. Trộn lên. Bên này mình luộc mì. Đây cái gói mì của nó đây nè các bạn. Gói mì của nó đây nè, mình luộc mình ăn thôi. Đó mình cho một gói vậy đó. Mình luộc mình thấy cái cọng nó nữa rồi thôi. Bây giờ được rồi. Ha. Bữa nay sinh nhật của con gái mình, Thành nấu cái món này cho ăn. Chứ không có gì hết, không có ha. Ăn đơn giản thôi. Mừng sinh nhật cho nó vui vui được rồi, chứ không có làm gì hết. Mình luộc mì khoảng 15-20 phút xong rồi mình vớt rồi mình để cho nó khô á các bạn, xong mình ăn với là cái nấu con nước sốt đó, mùi ngon nha. Rồi xong rồi nấu xong á, ăn đạm bạc, không có rau, ăn cái này không có rau gì hết á hả bố? Ăn cái mì Ý này chỉ có nấm như vậy thôi nha cả nhà, không các anh chị không có ăn rau gì hết đó, trộn lên bỏ ớt vô nữa là ok luôn, ngon lắm nha.
mì Ý của cái này của Thái nó ăn gì á ha? Của Ý chứ Thái Ý á, à. Ok. Bye bye. Yeah. Hôm nay sinh nhật con gái mình á, mình không có nấu nhiều, mình làm mấy cái món trái cây không à. Tại vì không có ai hết. Đó. Trúc làm hết nè, bánh bò Trúc đổ nè. Nướng Trúc làm bánh bì dè nướng nè. Rồi làm những thứ mình làm nè. Còn cái này là mua. Đó. Đẹp không các bạn? Hôm nay sinh nhật baby đó. Có nhiêu đó thôi. Không có gì nhiều hết. Đó. Chỉ có như vậy vậy, vậy thôi. Chơi vậy thôi. Đó. Chơi cho chị gì cho chị vui thôi. Happy birthday to you. Happy birthday của con gái của mình 3 tuổi. Happy birthday. Happy birthday. Anh hai cho, đây là anh Bê mua đồ chơi cho đây. Xin kêu anh Bê anh hai hết nha. Anh cho con nói xong rồi. Hôm nay là ngày Mother Day nữa. Mother Day, con trai con gái đồ tặng quà. Rồi sẵn sinh nhật birthday của Bibi đó, chỉ màu hồng đó, chị trốn rồi chị mất cỡ đó. Đó, chị trốn mà chị mất cỡ đó. Nè. Chị mất cỡ đó. À. Đó, đồ chơi của chị đó. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi. Đây chứ chị mất cỡ. Chị tắt điện kìa. Được rồi. Happy birthday, 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 happy birthday,